Đồng Nai thêm 72 ca dương tính với SARS-CoV-2, việc kiểm soát nguồn lây đang rất khó khăn. Tại tỉnh Đồng Nai, hiện số ca dương tính với SARS-CoV-2 đang tăng nhanh, ngành chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác truy vết, kiểm soát nguồn lây nhiễm bệnh. Ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng nhanh Sáng ngày 11 tháng 7, tiến sĩ bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 72 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các ca nhiễm bệnh này tập trung chủ yếu ở các phường Hóa An, Hòa Bình, Tân Biên, Phước Tân, một số phường khác thuộc thành phố Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch, trong đó số lượng lớn ghi nhận ở chợ Hóa An, Tân Biên, Phước Tân có nguồn lây chủ yếu từ hai chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư đã tăng lên 274 ca. Đến nay huyện thống nhất ghi nhận 104 ca, chủ yếu liên quan đến chợ Hóc Môn, thành phố Biên Hòa có 83 ca, liên quan đến các chợ hóa An, Tân Biên, Phước Tân, nguồn lây chủ yếu từ chợ Bình Điền và Thủ Đức. Huyện Nhân Trạch có trên 30 ca là công nhân xây dựng tại một công trình và đến từ thành phố Hồ Chí Minh trong các khu nhà trọ, phát sinh lây nhiễm thứ phát nhiều, F1 thành F0, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Các nguồn lây từ chợ đầu mối trên địa bàn như Hòa An, Tân Biên đang lây ngày càng phức tạp, ghi nhận thêm sự lây nhiễm thứ phát vào các doanh nghiệp lớn như công ty Porcen và các khu nhà trọ công nhân. Việc kiểm soát nguồn lây sẽ khó khăn hơn so với những ngày trước đây. Chúng tôi dự đoán trong những ngày tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca dương tính tăng từ các tiểu thương ở các chợ F1, F2 có thể đến F3 cũng đã nhiễm. Đồng Nai sẽ điều tra, quản lý và xét nghiệm hàng loạt cho tiểu thương tại các chợ trong toàn tỉnh truy vết các F1 ngoài cộng đồng để đưa đi cách ly sớm, ra soát người vào Đồng Nai từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và vận động doanh nghiệp xét nghiệm cho người lao động. Ông Vũ nhấn mạnh. Ngoài ra, Đồng Nai còn triển khai tầm soát xét nghiệm điều tra dịch tễ trong tất cả các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh, khoanh vùng phong tỏa sớm các ổ dịch, tránh lây lan nhiều nơi. Bên cạnh đó, để đảm bảo phục vụ nhu cầu chữa bệnh, cách ly, Đồng Nai tiếp tục triển khai thêm các khu cách ly, lập bệnh viện giã chiến đạt mức khoảng 1.000 giường và các khu hồi sức cấp cứu ca bệnh nặng. Lo sợ nguồn lây thứ phát, trong khi đó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, CDC Đồng Nai đang tiếp tục xác định truy vết các ca bệnh có nguồn lây bệnh chủ yếu từ các chợ Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức xâm nhập vào các chợ đầu mối tại Đồng Nai và lan ra ở một số chợ khác trong toàn tỉnh. CDC Đồng Nai nhận định hiện nay đối với các chợ ở Hòa An, Tân Biên, Phước Tân có số lượng tiểu thương liên quan đến các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất, tạo ra các ổ dịch với nhiều ca dương tính, đa số các ca bệnh đều phát sinh ở chợ nên lây lan phức tạp. Trong ngày, hiện nhiều nơi tại Đồng Nai bước vào những ngày đầu cách ly phong tỏa, số khác lập chốt kiểm soát tại các phường xã để kiểm soát người ra vào, xác định ai ra ngoài làm việc, mua nhu yếu phẩm, thuốc men mới được lưu thông tiếp, ai đi chơi phải quay về phải kiểm soát được các nguồn lây thứ phát tránh bỏ sót thì mới ngăn chặn được dịch lây lan hiện nay tình hình đang rất căng thẳng ca bệnh tăng lên quá nhiều lực lượng cdc và tình nguyện viên tại các trường y trên địa bàn đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho công nhân đại diện cdc tỉnh đồng nai cho biết